Sập mất một nhà, trôi mất một nhà chú? À, dạ vâng ạ. Thế là nhà này bây giờ cũng tan tành rồi. Tan tành rồi, nhưng mà nó chưa đi hẳn một cái thì đi rồi, đi xuống bên này. Dạ. Thế thì bây giờ nhà mình sinh hoạt ở đâu vẫn ở đấy? Cái này bây giờ nó cũng sắp vỡ tan tành. Ôi cái này cẩn thận, mấy cái này nó rơi xuống ấy cô. Dạ. Ban ngày thì không có quạt, không có gì thì ngồi đây tạm cho nó. Dạ. Nóng. Ôi, ở bên đây. Nóng quá. Đây vẫn là thôn, thôn Kho Vàng ạ. À. Dạ. Dạ, Cốc Lầu. Thế là nhà, các cô chú thì nấu cơm bên này ạ? Vâng ạ. Cái lều tạm đây ạ? Vâng. Cơm mình nấu ra nhà. Thế là tính ra là ở thôn Kho Vàng mình ở cái dãy này cũng có một số nhà là bị, cũng nhiều nhà bị ấy đúng không? Vâng ạ, nhiều nhà, tất cả là sập đổ là 10 nhà. 10 nhà sập đổ ạ? À? Dạ. Trôi, vẫn trôi. Thế là nhà chú là mất hai cái luôn đấy. Mất một cái trôi đi, xong còn một cái này là sập. Dạ. Thế nhà chú có mấy nhân khẩu? Ừ, 5 ạ. 5 nhân khẩu ạ? À? Dạ. Thế là công việc của chú hàng ngày là? Ở nhà làm ruộng. Làm ruộng, làm nương. Dạ, cũng. Ruộng thì cũng trôi hết, mất quấn hết sạch. Thế mặt lúa đấy mà nó lại này, hiểu được lúa quá là cái ruộng đấy là không thể dùng được, bây giờ phải là. Thế bây giờ là hiện tại là đang thiếu gạo, mì, các thứ ạ? À, đấy là cũng nhà Mạnh Thường Quân và chợ là cũng thực hiện là cũng đưa rất nhiều đấy. Là có gì sống là cái, trong thời gian. Nhưng mà cái này có cái gần cái khu kiểu là nguy cơ sạt lở gì không? Đây thì chữa sạt lở nhưng mà bây giờ chỉ đúng con chơi thôi. Đằng sau này cũng sạt mà con quả đồi này đằng sau cũng là cái gì thường. Thì, à. Đây là, trong này là đồ dùng tivi các thứ hết ạ, cũng tan tành hết ạ. Giường, nước, bàn, ghế là đây là nhặt được cái ghế về. Nhặt được cái ghế còn. Ghế về để đặt. Dạ vâng. Vâng, thế thôi cháu, thế mà mai kia mà chú dự tính là làm lại nhà thì chú làm ở đâu? Vẫn đây. Chú mà đang tính làm ở bên đấy. Bên đường đấy là chuyển sang bên đấy. À. Cháu thấy mọi người tập trung ở đầu cái đường kia để làm gì đấy? Lấy để nhận quà. À, lấy rau củ quả. Rau củ quả. Ừ. Thế là ruộng lương các thứ là cũng đi hết rồi. Đi hết. Ừ. Cũng khó khăn. Nếu cháu đến đây cháu cũng chẳng biết giúp gì chú, cháu giúp cho chú 500 nghìn nhé. Đây là cũng khó khăn, giúp chú là trong những lúc khó khăn này. Dạ. Đây. Cảm ơn ạ. Dạ vâng. Chúc chú là vượt qua khó khăn nhé. Một mất hai cái nhà là cũng ấy lắm nhờ. Một cái là tận ngoài này. Dạ. Trời, còn tí nó mắc ở đây, một tí nó dạ. Mắc ở đây. Vâng, thôi cháu chào chú. Chú tên là gì ạ? Lê Xuân Hưởng. Chú Hưởng. Dạ, vâng. Hưởng. Vâng, cháu chào chú nhé. Cháu đi lên thôn Kho Vàng ở trên. Vâng. Cháu vừa thăm mọi người ở trong xã rồi nhưng bây giờ cũng muốn lên xem là ở trên này nó tình trạng như nào ấy. Vâng, cháu chào chú nhé. Đi mọi người. Này có người, hai người em đưa Phen đi các bác. Em tên là gì? Nguyễn. Nguyễn. Tên là Nguyễn luôn. Nguyễn Văn Nguyễn à? Em họ Lưu. Lưu. Lưu Văn Nguyễn. Đây các bác, bên này. Cái nhà nó cũng tan tành hết rồi. Đấy, nhà của chú cũng sập mất hai cái nhà. Bên kia các bác nhìn này. Đấy, dọc theo hai cái bờ sông này. Sông này là sông gì hả em? Sông chảy anh. Sông chảy à? Ừ. Cái chảy đi hướng Bắc Bà ấy. Ừ, đấy các bác. Dãy bên này là cũng sạt lở tan hoang hết rồi. Dọc cái dãy này nên cũng rất là nhiều nhà bị sập mà mọi người bảo là khoảng chục nhà. Bây giờ đi vào còn xa không em? Đi xe máy vào xa không? Đang xe máy vào được 2 cây. 2 cây xong mình đi bộ 2 cây à? Vâng. Ok đi. Đây, để anh. Để trên đường đi quay cho các bác xem. Thuê được cái xe máy các bác ạ. Nhưng mà thuê được xe nhưng không có mũ. Các bác thông cảm, phèng phèng đổi đòn. Cho đỡ lắng, mặt trời đã đen các bác. Đây này, đá cái bên kia là bị. Ô xong xe rồi. Thô lắm rồi. Thôi xong rồi. Coi. Ý giời. Làm sao đây ta? Coi em đi. Coi. Đấy. Phải coi chứ. Thủng lốp rồi em thấy. Đấy, vừa thuê được cái xe này thủng lốp. Giờ làm sao anh? Thì
thì bây giờ anh biết làm sao, bây giờ em hỏi anh. Ở đây đây anh. Vừa nãy bạn ấy gần đi bảo coi, để bạn dừng lại không coi. Tôi quay lại gửi ở kia đi. Chưa. Quay lại gửi ở nhà này. Ây giời ơi, còn 2 cây nữa mà. Đi bộ chủ xe thì cứ đi thôi. Điện 24 thôi. Chắc là dính đinh đấy anh. Hả? Khả năng là dính đinh đấy. Dính đinh ở trong cái khu vực này nhiều đinh mà. Đấy, để đấy em ơi. Để đấy. Ở đây làm gì có chỗ chữa đâu. Ừ. Chú ơi, cháu để nhờ cái xe á. Xe thủng xăm rồi. Nó thủng xăm rồi chú ạ. Cái này thủng rồi đấy. Chắc dính đi nhỏ. Ở bên nào chú? Là cái quán kia á? Ồ, thế rồi, trong. Vâng, thôi. Dạ, vâng, thôi kệ đi. Tí nữa tính sau, bây giờ phải đi vào đã. Chủ xe đang đi trước rồi. 2 cây đi bộ cộng với 2 cây đi xe máy, lại vẫn phải đi bộ thì phải 4 cây rồi. Đúng rồi. Ừ. Đi bộ 2, đi bộ 4 cây. Đây có cầu sắt các bác. Bên này hộ lan hộ liếc là cũng tan tành hết rồi. Nói là cái trận bão lũ thiên tai vừa qua là ảnh hưởng cực kỳ lớn đến đời sống, đến kinh tế, đến tinh thần của mọi người các bác. Kinh nhờ. Cái này ghê chưa? Quá là dã man luôn các bác. Anh chỗ kia sắp đi rồi đấy anh. Xe em thủng xăm rồi. Xe thủng xăm anh ạ. Thôi kệ, để đấy đi. Em chở bạn vào trước đi. Xong là đấy. Hai con này không có chuồng à? Đâu? À chuồng đây nhỉ. Hai em cứ đi trước đi. Anh đi bộ vào cũng được đi. Đây đây, cho anh ơi, cho em đi nhờ đoàn. Nào đi. Đi ạ. À. Anh. Được hết, được hết mà. Ừ. Ôi đấy, tí lại dùng tiếp. Đi xuống xuống dưới này đi anh. Ui, cột điện rồi. Anh đi đâu về đây? Xuống lấy đồ. Lấy đồ. Nhà anh ở đâu? Chưa ngồi được. Bên đây nhưng mà trôi hết rồi. Trôi hết nhà rồi à? Là trôi hết xuống xuống sông rồi à? Lũ nó cuốn trôi hết rồi. Thế là may hôm đấy là anh không ở trong nhà. Đấy là có ban ngày ấy. Ngày đấy là ngày hôm đấy nó mới ngập ít nước của nhà, là hôm đấy là cũng di rời cái con ra là vớt được ít đồ, thế là nửa đêm hôm đấy nó mới trôi hết đi. Đâu nhà anh ở khu nào tí chị em nhé. Đây gần đấy đó. À đây. Có cái móng nhà kia. Đây đây. Không, đấy là đường bê tông thôi. À. Nhà ngay trên đường bê tông mà nó ngập qua nóc nhà hết. Thế là nhà bây giờ cũng không biết nó trôi đi đâu đúng không? Nhà thì nhà gỗ. À đây à. Ui. Dã man thế nhỉ, đây. Đây khu này đây hả anh? Đây cái đường bên trong nó đi đến dưới này, nhà trên này. Dạ. À, đi xuống dưới này mới là cái điểm mà nặng nhất. Còn cái này trong bản thì nó không an toàn. Đây hiện tại nhà em đây bây giờ thì không có đường đi thì phải cho máy nó bổ qua đây để cứu dân ở dưới trước. Mình cảm ơn nhá. Bây đi đâu đây? Đi lên trên này à? Chỗ này đầu cái nguồn nước cũng kinh ấy nha. Cái suối này nó cũng nhỏ đấy nhỉ. Nếu mà vào cái mùa mà mưa lũ ấy thì nó mới nước nó chảy nhiều nhưng mà nó cũng không ảnh hưởng lắm. Cứ mọi năm như các cụ ở đây thì bảo là như bình thường như mọi năm từ xưa đến giờ nước thì chỉ ngập chớm chớm bê tông thôi, mà cũng cái năm nay là nó ngập lên nó bằng này, anh thử nhìn cái mép này. Lên tận đây luôn. Đấy nước cuốn đến đâu mà nó nước nó cỏ nó vớt đến đấy, nhưng mà mọi năm nước chỉ bằng mép bê tông dưới kia thôi. Nhà dưới này là tổng độ hơn chục cái nhà là bị trôi trắng hoàn toàn. Tất cả là chục cái nhà là bị mất trắng luôn đấy. Mất trắng hoàn toàn. Đây là đoạn dưới này. Thì chỗ kia kìa máy cũng đang đào. Là có hai nhà là bị mất người thân. Có một nhà là chết hai bố con.
nhà là mất con trai và ông bố thì đang cấp cứu ở trên bệnh viện tỉnh. Đúng là đợt lũ này nó, nhưng mà có bị, có nhà nào có bị mất, chắc vẫn phải có mất kiểu là không kịp chạy nhỉ, mất tài sản. Có, hầu như là những cái hộ bị trôi trắng hay là mất trắng hết luôn. Mất trắng. Ví dụ như là tiền, tiền này, cái này, vàng, vàng bạc gì đấy, đồ đạc như là thóc, chiếc gạo, là bàn ghế, tinh tinh, nói chung là đi hết luôn. Thì là những hộ nào may mắn thì họ chạy được người thì không sao, còn những hộ không may mắn cực kỳ thì mất cả người thôi. Ừ. Thế nào ở dưới này có khoảng 10 hộ và chết mất 2 người, chết mất 2 bố con. Nghĩa là tổng cái khu này trong vòng có cả nhà em là tổng 10 cái nhà. 10 cái nhà. Trôi trắng. Là có tính mấy cái nhà ngoài này không? Có, hai nhà kia thì vẫn đang vào diện. Gọi là nhưng mà nó không cuốn trôi, hai nhà đấy là bị đất nó đè lấp hoàn toàn. Là không không thể khắc phục được lại nữa. Thì nó vẫn vào diện đấy thì bây giờ khổ khổ cho những hai nhà mất người thân. Là bây giờ hai người đấy bây giờ đang ở cái nhà đấy là đang ở đâu? Có chắc... hai nhà kia, một nhà thì đang tạm trú ở trên này. Hôm trước là đội em, nhà em thì ấy, xong rồi em cứu mọi người lên ở trên này tập trung đây, xong bây giờ cũng di rời một số rồi vì là nó mất điện, mất sóng, cô lập hoàn toàn trong khoảng 2 ngày. Thì 2 ngày sau thì tức là cái thông tin điện thoại thì không có rồi. Thì mới nghe tin đồn thế là anh em bây giờ một số là ở xa họ đến đón di cư một số rồi về nơi an toàn, còn những hộ còn lại thì họ cũng tiếc đấy. Anh em đón mà thôi thì cố ở lại đây thôi, bây giờ chạy trốn nữa thì nó cũng mệt mỏi lắm rồi, mà bây giờ cũng an toàn rồi, đường xã thì cái chính quyền địa phương cũng vào rồi, đoàn thiện nguyện cũng vào, thì thôi thì cố ở lại xem mà có cái hướng nào để mà nhà nước hỗ trợ được cho bà con được tái định cư thôi, chứ như này thì không ở được. Và những hộ mà chưa bị cuốn trôi ấy, mà đằng sau quả núi này nó cũng nguy cơ nó nứt gãy hết rồi. Hôm qua thì có đội trên huyện xuống thì đi tuần tra vào là cái đằng sau này đúng không? Đúng rồi. Chú kia là cái mé bên sông bên kia là hôm đấy là tầm 12 giờ đêm là nó sạt hẳn một quả núi ở trên kia xuống. Tức là cái mức nước của nó lúc đấy là nó bằng cây mít này này. Bằng cái chạc này này. Về đến đây đúng không? Đấy, cái mức cây mít này cao này. Cao nhờ. Nó ngập hết nóc nhà nhà em rồi. Thế là 12 giờ hôm đấy là cái quả núi kia nó đổ xuống, nó ngăn hẳn một cái sông này, chặn hẳn. Thế là quả đấy sóng nó đánh sang nó cuột hết mấy cái nhà kia đi. Xong mà nước cứ thế nó ngập qua đấy, nó bắn hết lên trên kia, thế là trên kia sập hết bao nhiêu nhà. Là cũng may là nhà em là không ảnh hưởng gì về người, chỉ mất tài sản với nhà thôi. Thôi anh cảm ơn nhé, chia buồn với cả gia đình một chút nhé, cố gắng khắc phục nhé. Anh chào em nhé. Đây có nhà của em đi đây, bây giờ là tan tành hết rồi. Đây, cả cái khu vực này tan tành hết, không còn gì nữa rồi. Hôm trước bảo nên ngã ba, có cây mít, cái ba chạc này. Đấy, cả cái dãy này mất chục nhà đây. Đây bạn vào trong kia chưa? Vào đấy. Vào đi bộ. Đến đấy là phải đi bộ rồi đúng không? Cái này mới đang mở đường. Mở đường để cho mọi người tiếp cận vào trong cái khu này. Hỏng đường bê tông này, hỏng nhà, trôi mất nhà, mất cửa các bạn. Đi ra ngoài kia có cái cột nhà giữa đường rồi. Thế à? Cái chỗ kia bạn kia bạn bảo là hôm qua là đoàn khảo sát vào xem nên là nó cũng nứt nguyên một nửa quả đồi rồi. Trong kia nó nứt nguyên một nửa quả đồi. Nguy cơ sạt lở cao. Nhưng cái giá trên kia là mình đi tầm gần một cây là nhìn nó mất luôn một nửa quả đồi luôn. Nước lũ. Mất cả nguyên một đồi quế. Tính ra một đồi quế bây giờ cũng nhiều tiền lắm. Em đi được đoạn này không ấy? Không thì anh đi bộ. Thôi anh bộ đi. Đoạn này sâu quá. Quá dã man các bác. Là lúc sáng em vào đây một nửa rồi đúng không? Ở trên thôn Kho Vàng đấy là toàn 100% là người Mông sinh sống đúng không? Mông với Dao. Người Mông với người Dao à? Vừa anh ở dưới cái khu tập trung là thấy các bác người Mông nhiều. Đấy là người Dao đấy. Đây à? Ok. Bây giờ mình đi đường nào đây nè? Đây à? Ok, rồi.
Tắt rồi à? Ờ. Từ đây bắt đầu mình phải đi khoảng bộ khoảng 2 cây số đây à. Đây mọi người vẫn còn bóc được tí quế nhỉ. Đây này. Ui. Nó bị khô hết rồi. Nó khô hết. Chỗ của em nó bị trôi xuống sông hết. Thế là nhà em cũng bị trôi hết à? Vâng. À đây đây nhỉ. Chiều anh đi Bắc Hà. Ờ, chiều anh đi Bắc Hà. Anh đi tất những cái nơi nào mà có sạt nở. Anh đi xã nào Bắc Hà? Anh lên trên kia rồi, anh xem bên Mặt trận Tổ quốc họ ấy sẽ liên hệ cho anh là đến những cái nơi mà có những cái nơi mà thiên tai bão lũ, đặc biệt là chết người, sập nhà, thiệt hại tài sản người là sẽ đến những cái nơi đấy. Đây trước này có cái nhà đấy không phải em? Vâng, đúng rồi, nó sạt hết. Nhà này chết hai người đấy anh. À nhà này chết hai người đấy à? Vâng. Ui. Bị sập nên không kịp chạy đúng không? Vâng. Ờ. Ờ bây giờ chỉ có không, anh không đi giày đâu mà, đi này thoải mái. Yên tâm. Anh bẩn quen rồi nên bây giờ sạch là không chịu được. Đây cột điện cao thế này nhỉ. Đây là trạm biến áp. Ờ trạm biến áp. Ở Lậm Khánh à? Vâng. Lậm Đét. Ui chỗ này phải sập mấy nhà chứ không phải một nhà đâu. Ba bốn nhà luôn liên hoàn này này. Bây giờ. Nhà này chết hai người. Nhà này bây giờ cũng không dám ở nữa rồi. Là đi là tí có phải leo lên núi không hay là cứ đi thẳng này em? À thế à? Đây cái nhà xây này cũng à cũng mất một người à? Thế là ba phải ba người chứ nhờ cái khu này. Khu này nó mất tổng là ba người. Chắc là người ta về tìm lại đồ đạc các thứ ấy. Ồ cái nhà này làm cũng khá là đẹp luôn. Cẩn thận. Ờ. Chỗ này là bị sạt đất thôi. Là mưa lũ nó ngập hết nên đến đây nó ngập xong nó sạt nó sệ từ trên kia xuống các bác. Đến bên này thì sẽ nhìn bên này rõ hơn này. Như này thì xe máy thì cũng chịu đi không đi được. Ô, không vào đây được. Đi này không biết là có ai nhặt được vàng chưa nhỉ? Dạ. Gửi ngân hàng thì là chắc nhất. Không, xưa đây không gửi ngân hàng. Bây giờ cứ gửi vào tài khoản. Nhưng mà cái khu này thì không biết, nhưng mà trên kho vàng kia là vừa nãy hỏi là cả cái bản có một nhà có ba con trâu thôi. Còn đâu không có trâu. Không có bò. Đấy, có mấy con trâu với cả mấy con ba con trâu với mấy con dê. À, trước nuôi thôi, giờ chủ yếu là ở trên này người ta cũng không nuôi trâu bò nữa. Ờ. Không có chỗ thả đúng rồi, em kia em chia sẻ là không có chỗ thả. Trước này chưa trồng quế, bây giờ vào hỏng ít quế. Ờ đây. Tan theo tên. Cái đường này á, ngày xưa nhà nước làm cũng nhiều tỷ. Bây dày cộp luôn. Thế mà bây giờ cũng đi hết rồi. Ui dồi. Mấy ông đá này thì vừa nãy mấy ông mấy cẩu đi vào được kiểu gì nhỉ? Cẩu từ bên kia mà. Đâu? Đây này. Ông bay kiểu gì vào đây? Đây đúng là bảo là mấy ông
ở kho vàng, mấy anh em ở trong kia kìa. Hỏi là sáng làm gì, bảo quần áo rách hết, bẩn hết, đi khiêng xe máy ra. Sáng khiêng đấy. Ai giờ cột. Này không ai vớt về làm ấy nhỉ? Chịu khó đi gom này về phải được cái nhà đấy các bác. Chỗ này có phải nhà không hay là cái gì đấy? Hay là cái lá? Hả? Nhà. Ai giờ? Lương nó lên trên kia đấy nhỉ? Lên cái chỗ mà chết đây đúng không? Lên đến tận đây luôn các bác. Từ đây cái từ cái vị trí phèng phèng đứng lên trên này lên đến chỗ kia nó phải chắc phải mấy chục mét. Mình cảm giác sông nó chảy ngược nhỉ, đáng nhẽ nó phải chảy xuôi về đây chứ. Đây nó lại chảy ngược lên trên này các bác. Cái chỗ này nó bị nước lũ đẩy ngược lên. Đây có một những cái này nước nó rút ra nó mới đổ xuống. Thế là bọn em nhà ở ngoài kia à? Em ở cách đây 20 cây. 20 cây. Trên em có bị ảnh hưởng gì không? Trên em thì sập nhiều nhà lắm. Sập cũng sập nhiều nhà lắm mà. Có người nào có nhà nào bị thiệt hại về người không? Không ạ, người thì nói chung là di chuyển hết. Sập nhà nhưng mà nhà trên đấy người ta cũng bán được cây quế, đã gom hết sạch tiền để mà làm nhà. Có mấy nhà người ta vừa mới xây xong chưa ở cũng sập hết. Thế thì bán xong quế xây được cái nhà, chưa kịp ở thì lại cũng đi hết. Nhà em xuống. Nhà em là cũng bị ảnh hưởng. Quế ruộng đi hết rồi. Trôi xuống sông. Đúng là cái đoạn này đi hoang tàn thật. Đây. Vâng. Nhưng mà bây giờ mà xử lý hết được cái hệ thống đất đá này, xong là hệ thống sạt lở này, rồi kè lại đường xá thì chắc phải một thời gian rất là dài và tốn rất là nhiều tiền của. Chỗ em đường bê tông nó cũng gãy hết. Cũng gãy hết à? Đây, cột điện, cột điếc này. Đổ hết, gãy hết rồi. Nhưng mà đến những cái nơi như này các bác mới thấy là thiên tai nó ảnh hưởng quá lớn đến bà con nhân dân. Hay có những chỗ thì là cũng bị thôi nhưng mà cũng không bị nhiều lắm. Mấy hôm trước các bác có hỏi bảo Phen là Phen không về quê giúp à? Vâng có, Phen đã giúp. Nhưng mà một phần nào đó thôi. Mình cũng không thể thiên vị được cho quê hương mình, nơi mình sinh ra. Bởi vì cũng một phần là mình là phải công bằng, giúp cho những nơi nào họ thật sự cần thiết. Ví dụ như kiểu là như ở khu Nàng Lũ này. Đấy, ở kho vàng này, những người ta mất nhà, mất cửa, mất tài sản, chết người. Ui. Đấy. Cái này mà ví dụ mà mưa một thời gian khoảng tầm 1-2 ngày là lại nguy cơ sạt lở cao. Quá kinh khủng. Mấy anh, mấy cậu cũng nghỉ trưa rồi. Phèng hôm nay quên, vừa nãy đoạn đầu là chưa chào các bác. Phèng xin chào các bác. Chào mừng các bác đến với kênh YouTube của Phèng. Hôm nay Phèng đưa các bác lên thăm cái bản, cái thôn kho vàng ở trên xã Cốc Lầu của huyện Bắc Hà này. Là ở mọi người thì đang 17 hộ, là 22 hộ các bác là đang sống tập trung ở dưới ủy ban rồi, thì quay cho các bác xem rồi. Đấy, và còn cái này ấy, thì là Phèng sẽ tiếp tục là hành trình là đi lên xem là cái khu vực đấy như nào, mục sở thị
xem là cái khu vực sạt nở rồi xem lại có gặp được người nào trên đấy không các bác nhé. Nhưng mà đường đi thế này, các bác nhìn đất, tuy rằng là nó không mưa nữa nhưng mà lượng nước nhỏ nhỏ chảy nhỏ giọt ở trong núi ra vẫn còn rất là nhiều, nên là nó chỉ cần nắng lên là nó sẽ bở ra nó sạt đấy. Những nơi bên này đấy là cũng đã khảo sát đứt gãy rất là nhiều các khu vực bên kia. Bà con bây giờ sống trong cái nỗi là sợ hãi, không an tâm được. Chỗ này là máy cọc vừa mới mở đường đi ra. Đường bên kia là đi đâu hả các em? Đi Tân Dương Bảo Yên à. Đường bên đấy thì xe cộ lại đi được nhỉ? Đường bên đấy ô tô ra đi được. Tính ra là tỉnh Lào Cai các bác ạ. Là mới kiện toàn là tất tật là giao thông nông thôn, là điện đường, trường trạm rồi các mọi thứ cũng mới xong rồi, cũng mới hoàn thiện rồi. Nhưng mà bây giờ thì lại quay lại một chút rồi. Có nghĩa là nó lại ngược lại, kinh tế bà con thiệt hại này. Đấy, mất ruộng này, mất nhà, mất cửa, mất đường. Vẫn còn một nhà đấy đang ở nhỉ? Nó không có chỗ để ở nữa anh ạ. Thì xã nó chưa cấp được nền đất để cho dân nó dựng nhà ấy. Cái nhà đấy mà giống như kiểu là đang sống ở dưới cái cạm chuột rồi. Đang đợi mình. Ừ. Vẫn còn giữ của người ta, bảo người đi rồi, của đấy thì không ai chuyển cho. Nhưng ở này thì đừng có mưa, đừng có bão nữa thì người ta còn tạm ổn. Đúng nhưng rồi. Mà cũng không nói trước đâu, bởi vì cũng đang trong cái khu vực sạt nở cấp độ 1, 2 này. Nhà em thì ban ngày vẫn ở, ban đêm thì mới đi ở nhờ. Tối lại phải đi ở nhờ. Vâng. Tối là không lường trước được nên là phải đi ở nhờ. Vâng, đúng rồi. Thế là vừa lại bọn em đi vào trong này cũng là đi bộ như vừa nãy. Vâng, đi bộ. Là vòng 2 rồi đấy. Vâng. Ôi, em đi được mấy hôm rồi. Em đi cả bên Nọng Khánh với Nọng Đét nữa. Alo, anh cần 2 cây à? Em tên là gì? Em tên là Triệu Thị Liễu ạ. Em Liễu. Em bao nhiêu tuổi rồi? Em 20. 20 tuổi. Một bạn cũng còn trẻ các bác. Nhưng mà cũng rất là tốt trong cái thời điểm vừa rồi là mưa bão là cũng đi để giúp cho những người có kết nối, có những cái hoàn cảnh khó khăn là cũng giúp đưa tiền vào cho một số hộ ở trong này. Thế nói em đi cùng đoàn phát quà cho mọi người. Em cũng là một trong những người mà được mọi người giúp đỡ. Thế à? Tại vì nhà em cũng sạt lở nhiều, với lại em thì không được may mắn lấy chồng sớm nhưng mà chồng em lại mất. Thế à? Vâng. Anh ở tỉnh nào ạ? Thế em có mấy con rồi? Em có một con nhỏ, hơn một tuổi một chút. Cái đấy em có xe ghép về cho anh. Ừ. Em có xe ghép về cho anh này. Đây là mới cái lúc mà thiên tai bão lũ đấy, là cái tình cảm, sự tương trợ giữa con người với con người ấy các bác. Lúc đấy thì chẳng ai bảo ai, chẳng ai nói với ai, là mọi người sẽ tự giác là đi giúp. Nhà em có cầu luôn anh ạ. Đây cũng có, cũng tan tành nhà. Những nhà này bây giờ họ cũng đi ở nhờ hết rồi đúng không em? Đây cũng tan tành hết. Ui, cột nhà này, ván này, cột. Sông này gọi là sông chảy đấy hả em? Ở trên Nọng Khánh nó cũng như này. Cũng như này luôn à? Vâng, nhà cũng... Thế tí cho anh số điện thoại nhé. Bởi vì anh cũng muốn đến ở trên đấy xem là tình trạng là mọi người được hỗ trợ giúp đỡ gì chưa. Vâng. Vừa nãy anh cũng ở bên kia có 22 hộ, anh cũng đã giúp cho mỗi người 500.000 ở trong đấy rồi. Vâng. Hơn 8 triệu rồi. Thì vâng, anh đi này thì các bác ấy vẫn giúp cho anh ấy. Đấy. Thì có thể là tí đã kết nối cho anh xem là bên đấy có những cái trường hợp khó khăn đặc biệt nào thì anh vào thăm. Vâng. Đây cũng mất luôn. Đây, cả cái khu này là dãy một cái khu nhà chứ nhờ. Xóa tan 10 hộ luôn. Tính ra 2 hộ ngoài kia là 12 hộ. Trên Nọng Đét có hẳn 89 hộ là di rời. À. À, ở nguyên một khu là người ta lập lán chỉ bằng bạt thôi. À, bây giờ vẫn ở trên đấy à? Vâng. Bây giờ vẫn ở trên cái khu lán đấy? Vẫn ở khu lán đấy. À, thế à? Vâng. Thế
ở bên đấy thì nó nguy cơ sạt lở rất là cao. Thế cả bây giờ thôn mà thì nó cả núi nó ấy sạt gần một nửa nó như này rồi. À, Lậm nên Khánh à? Không, Nậm Đét. Nậm Đét à? Còn Lậm Khánh thì từ thị trấn Bắc Hà đi xuống có xa không? Nếu mà anh đi thì đi từ đường Nậm Trì vào. Thế là nếu mà đi như nào thì là hợp lý nhất? Đi xe máy ấy. Đi từ đâu? Đi từ đường Nậm Trì vào ạ. À, được rồi, để tí anh tính toán xem. Anh đang định lên Bắc Hà, nhưng mà nếu mà tìm cái đoạn đường nào gần nhất thì anh ở lại. Vâng. Anh ở lại Bắc Hà tối, anh ở lại với em. Hình như mình đi được 500 mét chưa? Được. Hả? Thế à? Ui, mấy nhà này ở cũng sợ lắm các bác. Nhưng cũng may mắn là không ảnh hưởng gì nhà này. À có, đằng sau. Cũng vỡ hết này đằng sau này. Đất nó vào trong nhà hết rồi. Đây có vào. Thôi. Nhà kia thì không có bác. Anh em nó đang hộ. Đang hộ dọn đất. Đằng sau những cái ta luy này rất là nguy hiểm. Thế là tối ở như nào nếu mà dựng nán như này? Tối thì em thì giờ bà đấy thì do người thì ngủ tạm mấy hôm này. Cán bộ gọi là mấy hôm tạm hôm thì xếp nhà cửa thì để đi tới lên bên kia ở đây. Tại bây giờ chưa làm được thì em lại giải bạc nhà thì ở tạm. Thế là nhà em có bao nhiêu người? Nhà em có 8 khẩu ạ. 8 khẩu? Thế bây giờ là tối thì ở đây mấy người? Giờ đây 8, ở đây 2 người, 2 vợ chồng em ở đây. Còn ông với còn đứa em nữa và các cháu thì ở đây cũng hiểm. Em gửi sang bên nộm ở dưới Chỉ Quang. Đâu anh vào xem cái chỗ này, đây là tối giải bạt xuống đây đây à? Thế là nhà em trôi hết không còn một tí gì à? Gạo, mì, mắm, muối các thứ là cũng đi hết à? Những cái đồ này là mới đây à? Cái đồ này là các bác thì vào đây thực hiện thì các bác vừa nhờ thực hiện gửi ít đồ mì đấy mì. Thế là cái bếp ga này mà mua hay là các bác cho? Cho đấy, thiết thực nhà cái bếp ga này với cả cái chảo ấy đúng không? Cái này chắc chảo cũ à? Chảo cũ để nước sôi thì nhặt được. Không phải của mình đâu à? Vâng. Nước sôi thì ở giữa nước cạn rồi thì thấy ở đấy thì không có dùng thì em nhặt lên thì dùng tạm. Đây vẫn là kho vàng đúng không? Vâng ạ. Nhưng mà đây là ở xóm dưới. Vâng, đây là xóm dưới. Đây khu. Đây là nhà em là đợt trước là nhà to không? Nhà gì? Nhà gỗ. Thế là cũng bị tan tành hết nhỉ. Đây bếp lúc này à? Máy cái khu vực nhà tắm này không bị ảnh hưởng đúng không? Có bị ảnh hưởng nhưng mà nó vẫn còn lại được khoảng tầm một tí. Nước ở trên này nó đổ xuống à? Vâng, nước nguồn ở ngay đây. Nó đổ xuống với cả ở trên nó dâng lên đúng không? Ừ. Dâng lên đến đâu anh? Nước dâng lên cái chỗ bằng cái ta ly đấy của anh. Đến cái ta ly. Chỗ gốc xoài ấy. Ta ly đây. Thế là hôm đấy là ban ngày à? Vâng, hôm đấy là nước còn chưa nhàm đấy là ban đêm tầm 2 giờ. Thế là chạy kiểu gì? Hôm đấy là trưa hôm đấy là nước dông lên nhà gần một nửa nhà rồi thì em thì đưa vợ con lên nhờ nhận mấy nhà bên này. Vâng, trong đấy nước dông cao quá lại sợ thì lại chuyển cho vợ con sang cách đây tầm 100 mét nữa sang làm cái lán này ở bên này. Và trên này cao đúng không? Bên này là cũng một nhà nữa. Chỗ này là có 3 nhà đúng không? Chỗ này một nhà này, chỗ kia một nhà và đằng kia một nhà. Sau đấy là một nhà nữa. Thế là bên này nhà có bị sạt ta luy đâu nhỉ? Đây là ta luy, đây là chắc là nhà em vườn nhà em sạt. Bây giờ phương án là các bác ấy đã bảo là có nhà định có khu tái định cư có nhà chưa? Chưa, bây giờ còn ra xem xét nó còn chưa đã ra thì xét thì nhà em thì xét gì nữa còn gì đâu mà xét? Xem cái đội mình thì không có đất thì đất này trong kia là của họ, xong bây giờ nó chỉ vào đây làm cái gì kia nó thì chỗ này còn dám ở không? Chỗ này chắc là không dám ở nữa anh ạ. Tại vì nước ra qua một lần này cũng ở đây cũng sợ lần sau nước lại như thế này cũng sợ, không chắc không dám ở đây. Đấy,
lưới quê của họ nó giạt vào, hay của mình lưới đánh cá kìa. Vâng, đấy là của em. Các bác, sau 3 tiếng rưỡi rồi đi bộ vào trong này thì đường lại có bê tông, nhưng mà cái đoạn đầu làng đi vào thì nó lại bị vỡ hết, không đi được. Đến đây các bác nhìn này, đây có những cái ngôi nhà đấy, làm bằng tre trúc thôi nhưng mà không ai ở, nâu rồi. Ui, đây có cây mít các bác, nó sạt từ trên xuống. Đi bộ như này không vấn đề gì các bác ạ. Bây giờ đang là có 2 giờ thôi, nhưng mà trời nắng thì không sao, nhưng mà chỉ sợ cái vấn đề là trời nó mưa đấy, mà bầu trời đây các bác, cho các bác xem, nắng thì còn chịu được nhưng mà mưa thì là không có cái gì để che, mỗi phèn phèn có cái nón, còn lại anh em này có cái mũ bảo hiểm nữa. Đây đoạn này là đấy, sạt hết cái chỗ quế xuống. Phèn không biết là hôm mọi người là đi cứu trợ bà con ấy, là bà con là đi bộ từ trên này xuống rồi, người lớn người già là cõng nhau đấy, 2 cây số không đi ra ngoài kia xe mới đón được, chứ không đón được từ đây các bác nhá. Cũng ít người vào đây, nhưng mà cái mong muốn là Phèn vào đây để xem là quay trực tiếp cho các bác biết. Đi là khoảng tầm được hơn 2 cây là lúc ấy lắng, giữa trưa lúc 1 giờ là lúc đấy là đã cảm giác rất là uể oải rồi, muốn quay lại rồi, nhưng mà cũng chỉ mong là muốn chia sẻ hình ảnh cái thôn bản vàng này đấy, cho các bác xem. Ui, đây có đồ ăn à, nhưng mà không biết là có chín không, không chín các bác hả. Cái quả này, quả đào tiên, quả nho rừng này. Chỗ này nguy cơ sạt lở cao lắm các bác, đi hết rồi. Thực sự với các bác là bà con ở đây là sống ở trên này là quá là trên cao biệt lập. Đây là người Mông mà, không phải là người Dao đâu. Bởi vì mình xuống bản vừa nãy gặp 17, 22 hộ đấy thì là mình cũng nói chuyện bằng tiếng Mông đúng không? Đó. Các bác không tưởng tượng được mặt của em Hòa Caramel. Bây giờ méo lắm rồi các bác. Cầu trời đừng mưa, này đừng mưa. Mà vừa bay flycam lên trên các bác là tím mất rồi. Ui, đồ ăn nhiều thế nhỉ? Hả? Nó không giống như loại Hà Giang thôi anh ạ. Không phải à? Ừ. Đây nhiều đây, đây cho các bác xem. Nó phải không? Đây đây. Nó khác lắm. Đây đây. Nhưng không biết có ăn được không? Em không ăn được. Hả? Nó quả thì giống nhưng mà cái lá nó không giống. Ừ, không giống thôi. Nó cái nhân ở bên trong giống nhưng thôi bỏ đi. Ở đây đang xa bệnh viện. Không. Không cấp cứu kịp đâu. Xong là mai biểu diễn kịch câm với các bác dùng body language. Đấy. Ngôn ngữ cơ thể. Hả? Ờ, có khi tít trên cao kìa. Ở đây là người ta trồng quế nhiều quá các bác. Chính vì trồng quế nhiều nên là bà con không chăn thả gia súc được, không có trâu, không có dê, không mỗi mấy con. Nhưng mà lúc mà trao đổi nói chuyện với bà con thôn Kho Vàng ấy, là thực sự với các bác là cũng thấy sự đau thương mất mát, cái nỗi buồn ở trong mắt người ta các bác ạ. Có những người như có một em gái, em nhớ nhà, nhớ cái nơi mà họ đang ngày nào cũng sinh sống, bởi vì bà con ở trên bản đôi khi họ rất là kiểu quen thuộc với cuộc sống hàng ngày là ở trên bản, con trâu, con bò rồi các thứ. Bây giờ mà để ổn định được kinh tế thì cũng rất là khó. Cái cơ bản nhất là bây giờ là chọn giải pháp là di dân đi đâu. Và cái vị trí mà di dân đi thì có đảm bảo được một là điện, đường, trường, trạm và cái khu người ta phát triển kinh tế hay không.
Chứ bây giờ bà con ở trên này có tí ngô, cả tí ruộng, tí bãi mà bảo bà con là đi xuống thị trấn kia chẳng hạn đấy, hoặc xuống trung tâm xã kia ở thì chắc mọi người sẽ không ở. Người ở trên khu này thì ở lại một vài người mỗi, có thể những người già thì ở lại để trông nom nhà cửa, trông nom gia súc gia cầm, còn những người ở dưới kia thì ở dưới đấy, nhưng mà nó bồn chồn. Ở dưới đấy cũng chỉ là một cái giải pháp tạm thời thôi, để mà xây dựng, cất được nhà hoặc là sắp xếp được một bãi tái định cư. Nó không phải là đơn giản, nó không phải là ngày một, ngày hai làm được. Bây giờ chỉ mong là thời tiết là nó ổn định, nó không mưa bão nữa, để bà con có thể là đội khảo sát thăm dò đấy, vị trí bây giờ xem người ta có ở được không. Nếu không ở được thì phải chịu, vẫn phải chịu chấp nhận ở dưới. Và đây cũng là một cái dịp để cho chính quyền địa phương ở trên này mọi người có thể là hạ sơn bà con xuống. Đây, bầu trời này theo Hòa Công Công có liệu mưa không? Mưa đằng sau mình. Có khi ở trong gần gần trong kia nhỉ? Cột điện kia? Cái này... cái căn bản là không hỏi được bà con, không có người nào đến đây để hỏi, hay là có ai đi ra để hỏi các bác. Mình đi vào này tí đi ra chắc phải đến đêm 5-6 giờ. Em con xe máy này nó còn hay còn bị hỏng đấy chứ. Tính ra cái đoạn đường này mà là đi được xe máy. Ở trên này có mưa hạt, mưa thật rồi. Có hạt mưa rồi đúng không em? Không phải tốt đâu, sợ sạt lở. Mình đang ở trong cái khu vực mà sạt lở nguy hiểm mà. Mình vượt lên cái đỉnh đồi này đi để xem là cái khu bản ở đâu. Cái quả này ăn được đúng không em? Nó khác với cái quả bên anh một tí. Cái này quả đào tiên này này. Quả vàng vàng. Đây này. Phải không em? Vâng. Quả gì ăn được? Quả chín mới ăn được. Quả chín ăn được, vàng. Ăn lá nó không được à? Lá. Lá luộc. Hái ngọn này này. Quả này là quả đào tiên đây đúng không? Bọn em gọi là quả gì? Quả nho. Không phải nho. Anh nghĩ nếu nó có mưa thì nó cũng chỉ mưa cái cơn này thôi đúng không? Nhưng mà mình đang ở cái khu vực sàn lở kinh lắm. Tí thông báo thêm có 4 thi thể chưa tìm được xác. Ôi giời. May mắn là ba người có một người sống sót, không biết ai. Cho em xin bé đầu tiên. Đùa. Lúc đấy là không biết nhường cho ai nữa. Không, để anh xin phép để sống sót, để anh đưa tin. Chỉ vị trí ẩn nấp mọi người. Em thấy ở thủy điện nó gấp 6 người. Ở đâu em? Ở năm lúc này. Thủy điện á? Vâng. Ô thế à? Tôi sạt nhà điều hành. Gấp 6 người. Lậm lúc ở gần đây không? Yeah. Thế là từ nhà 5, phần 1. Thế à? Một là nó hở tóc, là người ta bới mới kéo lên. Là con trai con gái? Con trai. Vậy nên là tóc em dài cho nên em sống. Không, tóc đỏ đỏ này dễ tìm. Lậm lúc ở dưới này đây à? Ở bên kia. Từ nhà. Đi dưới ngược. Chỗ là cái cầu sắt của anh em mình dễ vào đấy. Dễ trái xuống đấy. Lậm lúc là gần ở khu ủy ban này đúng không? Được. Anh nghĩ là không có phóng viên nào đưa tin giống như anh đâu.
họ đều ở dưới nhà hết. Đây, có một nhà. Lều thôi. Ở nhà đấy. Phải không? Có cửa sắt đây. Hỏi bác ấy có nhà không? Bác đi nhận quà rồi. Bác đang ở khu tập trung rồi. Hả? Đây này, nó có cái một miếng đứt gãy này này. Thủy điện mình bay cho tít đằng kia kìa. Đúng rồi. Thế là không biết là cái bản đấy là ở bên trên cái thủy điện. Tít trên kia kìa. Rồi đấy, cột điện đấy. Cột điện kìa. Thôi rồi, dùng chắc là flycam đây ổn rồi, em bay lên thử đã. Vàng các bác, quá là dã man. Này một mảng đứt gãy của bê tông. Đấy, chắc riêng đấy. Còn lún nữa cơ. Hòa công công giống như ông đi tiêm lợn đấy các bác. Check theo cái bản đồ các bác. Từ flycam xuống thì mất khoảng tầm hơn một cây nữa, cây tư nữa mới đến bản được, và cũng nhìn được cả cái khu mà bà con di cư lên trên đỉnh cái đồi. Phèn thật sự các bác ạ, nếu mà bình thường mà không phải là những người dân ở trên này nên đây cực kỳ là mệt và xa cao các bác. Đấy, phải đi qua cái đoạn đứt gãy kìa. Đấy, xong rồi bắt đầu đi lên trên. Đi qua đây mới qua cái chỗ đỏ đỏ kìa. Đấy, xong rồi mới lên trên bản đấy các bác. Nhìn thì gần gần thôi nhưng mà đi hơi khiếp. Nhanh lên. Ăn ít thôi. Ăn ít đâu, từ sáng đến giờ đã ăn cái gì đâu. Ờ nhỉ. Sáng em quên không cho ăn phở. Ông rủ ăn bún không ăn đấy chứ. Thì em cứ tưởng đến trưa được ăn. Chỉ có bác tưởng giới thạch là bác ấy đi lâu rồi. Đi tiếp đi. Hạ cánh á. Hạ cánh á. Các khu vực này đều là cái khu vực đứt gãy hết. Rất là nguy hiểm này. Đấy. Hòa công công từ ngày không biết bay bây giờ thành dân tổ bay rồi các bác.
bay lượn. Đúng là phải có cái công cụ flycam này thì mới tiếp cận được những hình ảnh trên cao. Thôi hết pin ông ơi. Chơi pin quý như vàng, xuống đi, xuống đi, xuống đi. Xuống đi, xuống đi. Quá tệ. Còn được 30% pin. 46 mà. 46 lên đấy. Là còn còn bay được tí. Kia nên qua cái đứt kia không đi lên trên là tới rồi. Gần thôi mà. Tính ra nếu mà có một đường các bác tụt xuống dưới đây, bờ sông này, bơi được qua sông này xong là đi nhờ xe bên kia vẫn sang được. Nhưng mà phương án đây nó gọi là impossible, không khả thi. Cứ tưởng các em mới biết, em các em biết chỉ vào đầu thôi, đầu bản thôi. Nhưng mà cũng có người đồng hành cộng sự là vui rồi. Đấy, để xử lý những chỗ này nó rất là khó bởi vì nước ở trên đồi này nó xả xuống. Bây giờ nó đã có cái ngấn ở đây rồi. Hôm trước Phen chỉ xem mạnh quay một đoạn là mọi người đi xuống, nhưng mà không phải đi từ trên này. Gì đây? Đây. Ui, kinh hoàng. Này quế. Ui, hai đứa kia nó ngồi kia. Ai à, vẫn có cái dây điện nước này. Nhỉ? Yeah, đây này. Trên này chắc là chỉ có điện nước. Bên kia là anh thấy là có điện đấy. À. Hoặc kéo dưới điện từ dưới kia lên. Ủa đoạn này ác ấy nhỉ. Em đi trước đi. Có sóng không? Có. Đợt đá sạt kinh hoàng luôn. Không nhìn đến lớp đường bê tông đây. Đây bê tông này các bạn. Đây. Không ạ. Được tí chỗ này mát thật. Hả? Uống à? Nhưng mà nước trên này ruộng mà. Ờ. Thôi đi đi, nên đến bản mình xin nước ở trên bản xong. Uống đây nước ruộng, như đâu họ có kiểu thuốc phun thuốc trừ sâu ấy. Nếu có phun thì nước nũ nó cũng cuốn hết đi rồi đúng không? Quả này cũng ác ấy. Bây giờ mà ví dụ mấy các cụ ở trên này mà không may mà ốm đau đi đường này chắc khó lắm. Này, xứng đáng để hạ sơn thôi. Đoạn này là đang vượt dốc các bác. Các bác nhỉ. Đoạn này cực kỳ kinh khủng. Ôi, cái vực sâu thăm thẳm xuống tận cái sông chảy kia các bác. Đấy, cái đường này nó bị kinh này, nguy hiểm này. Trượt chân nữa. Nó lăn xuống tít dưới kia. Lên đến đây chân đã run run rồi. Ôi, đoạn này còn khủng khiếp nữa các bác.
sạt hết cái khu vực, này cực kỳ nguy hiểm các bác. Này đúng là mưa to thì không dám đi, mưa lũ to không dám đi xuống, mà cái vết đứt gãy là cả một cái miệng này, nãy cả một cái vành này luôn các bác, dễ dàng để sập sạt nguyên cái khu vực này xuống này. Đây này, vào đến đây cảm thấy hơi sợ run run này các bác, bởi vì ở ngoài kia còn đỡ một tí, vào càng vào trong này càng thấy sợ. À, tính ra là cũng liều. Đi qua những cái đoạn này kinh lắm, sợ. Còn đi được không? Hả? Ôi đoạn này chắc không. Ây da da. Đoạn này không đi được rồi các bác. Đây, đi lên đây xem nào ai. Đoạn này thì chắc không thể đi được các bác, cực kỳ nguy hiểm. Đây, ui dồi ôi, cái đoạn này sợ chưa. Ui. Chỉ còn một đoạn nữa là đến bản đấy các bác, nhưng mà đúng là đến cái đoạn này không đi được rồi. Thôi đoạn này chúng ta đảm bảo an toàn tính mạng nên là quay lại đây em ạ. Nên là Phang sẽ dùng flycam để bay từ đoạn này lên trên bản và lên cái khu mà mọi người sơ tán ấy. Đấy, cho các bác xem, bởi vì cái vị trí này ấy, nó cũng gần rồi, nó cũng khá là gần rồi, bay được flycam nó không bị mất sóng rồi. Thực sự với các bác là Phang cũng rất là mong muốn là đến cái bản đấy để gặp lại những cái người, cái minh chứng là đang sống tại hiện đấy, là những người già ấy, xem họ có cần nhu yếu phẩm gì không hay như thế nào không, bởi vì trên này mất sóng, hoàn toàn mất sóng, không có sóng. Đấy, cũng mong muốn là lên để gặp mọi người đấy, cái khu vực đấy, nhưng mà đây không thể đi được. Nếu mà cố tình trèo qua đây vấp ngã hoặc lăn xuống đây thì ảnh hưởng tính mạng con người, nên là thôi anh em xin phép đi xuống. Giờ mời các bác xem cái đoạn flycam ở trên cao. Rất là trân trọng cảm ơn quý khán giả các bác đã xem video của Phang. Cũng mong là các quý khán giả các bác quan tâm ủng hộ cho bà con vùng cao nhiều hơn nữa đó, thì để mà Phang mà có cái động lực để đi. Đây hai em ơi, đây. Ui dồi ôi, cảm ơn hai đứa nhá, vất vả quá. Làm anh không nghĩ là lại đi xa như thế này. Anh gửi cho em hai đứa ít tiền nhá. Không, uống nước cầm ấy. Này, anh gửi cho em 500. Hai người thấy em không lấy đâu. Không cầm đi. Nào, 500 là tiền bảo thuê xe nhá. Đấy, 100 là mua nước. Anh cảm ơn nhá. Đấy, hai em là cũng là những người mà đi giúp những mọi người. Mai là anh cho anh số điện thoại nhá. Mai anh sang cái bản của nhà em bên đấy đúng không? Vâng. Mấy hôm nay em cũng thường xuyên sang bên đấy đúng không? Vâng. Đó, thì ngày mai bản ấy bản gì em? Lậm Khánh ạ. Lậm Khánh. Vâng. Là bên đấy là như nào, tình trạng như nào em? Bên đấy sạt lở nhiều, trôi cả nhà. Sạt nở trôi nhà. Vâng. Cũng nhưng mà bên đấy là cũng được ít người tiếp cận đúng không? Cũng biết bên ít người biết. Nếu mà qua cáp thì người ta cũng trở sang để mà tiếp tế nhiều mấy thứ cần như kiểu gạo mắm muối chứ. Đấy. Thế thì mai sang nhá. Vâng. Rồi cảm ơn em nhá. Rồi. Cảm ơn Nguyễn nhờ. Vâng. Nguyễn còn đâu Líu, cảm ơn Líu nhá. Vâng. Chúc hai em thật nhiều sức khỏe nhá. Vâng. Anh em mình ngồi chơi nghỉ chút xong là lại đi xuống. Chắc đi xuống lại mất khoảng mấy tiếng nữa. Rồi, Phang chào các bác nhé. Hẹn gặp các bác ở những video tiếp theo trên kênh của Phang.